lên hàng, lên hàng. Đấy 7 mét, chở thẻ chính quân thông không, chở đầu tiêu không? Ông bu xa làm quá, rối hết cương rồi. Ôi, đủ. Từ từ, Minh Hùng. Không là tôi rối, tôi rung một tay, tôi rung nào. Vậy. Xuống chút chút được ha. Buổi sáng đánh bên này, chiều đánh sang đánh bên kia. Không quen đó, chờ động đi. Bước xuống đi. Các bạn ơi. Rồi đúng rồi, đánh phải nhanh. Cái chim đang mồi lẻ nha các bạn, đang mồi trẻ giò với mồi kém này nha các bạn. Này quá rối thật, ồ, cho mày cái chim quá trời, cái chim lót rối không? Đủ câu lót sâu rồi chứ. Cái đằng sâu không? Dính quầy dính dây. Màu gì đó? Hả? Màu gì đó? Tôm. Hôm nay ăn tôm, chả giòn lắm. Ồ kém không chịu ăn ha. Hai cạn ta. Ồ cạn quá, tôi câu có 2 mét ta cạn à. Đáy độc á. Hả? Đáy độc. Đáy độc. Đây trên à, cạn à. Chết. Đồ. Móc từ ship mà rồi. Kịp luôn, chó lộn cước luôn, lùm lên. Kẹn quá. Ồ, hay quá. Dính, dính, dính. Ồ, dính dây đó. Không kịp, không kịp trở tay luôn. Coi lưỡi có quát không? Quát sao được. Quá lưỡi bữa anh đưa em là quát rồi đó. Tao không có dầu quát. Tao xác định gì đánh thằng này. 5.000 một lưỡi. Còn cho cái coi, thay cái kiểu đó. Má này thay cái lưỡi to lên, thấy điếu nhai rồi. Ám ghê, mới sáng ra. Gì, 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 gì. Bỏ đó, bỏ đó. Luôn rồi. Bỏ đó, chút này lấy. Rồi. Làm rối đồ hình rồi các bạn ơi. Câu cá làm rối đồ hình luôn á. Ồ, mà vô tới chỗ đậu về lại tốn đường ship này đâu. Ừ, mổ nó. Kẹn đó, nó chưa nuốt đâu. Tù kẹn quá.
cạn à, mấy hai mít cạn à. Hả? Hai mít cạn làm biến chấp cước cạn à, đồ phải hai mít rưỡi à. Sao làm biến được, đồ tôi có. Mình có lữ bèn 2 mét nè. Ồ, cá trúng bầy các bạn ơi. Anh phóng này sáng mai là anh làm hơn chục con rồi. Tí đồng hồ chưa? Chục con chưa? Hả? Mười mấy con rồi mà chưa được tí đồng hồ các bạn. Cái biểu điện thì chó chết. Chạy chạy ơ ừ, sao vậy? Chậm chậm cho anh ăn nó nhiều cho. Rồi. Giật ngay chứ để cho nó nút. Nó nút. Đánh phát vào miệng nó nút mất. Cái này một tôm với một chả giò các bạn ơi. Không biết là sao. Bè của mấy anh em ta nó dắt đi các bạn ạ. À. Nó hình như bè người ta dắt đi bắt đầu nó dồn về bè mình hay sao á. Cái chim nhỏ nhỏ có 5-6 lạng con các bạn. Nhiều quá. Như hơn nữa kéo bên đây nó cũng ăn là đúng rồi. Tại vì nay mai gì là trời sẽ xuống gió lại các bạn ạ. À. Là mình biết ý câu là kéo lúc nào nó cũng ăn trước khi chạy động cũng phải 1-2 ngày. Sâu à, em phải cho sâu lại chút này, kẻ xuống 1 mét này mới được chứ không được. Đây nè, quay đây nè, nó cũng ăn chứ mới đâu, thấy chưa? Đủ xuống được dứt lượng không? Anh Thống xuống cần 1 mét dứt lượng không? Đúng rồi, nó đúng cái mồm của nó. Nó xuống nè, em theo lữ đi, em cho lữ khác liền hả cho? Đúng cái mồm của nó. Kẻ sáng đây nè, 3 mét thôi các bạn. Đúng đấy nha. 2m7 3m, 2m7 3m các bạn ơi, 2m7 3m. Trời ơi, chính con thống không? Trời ơi, tiêu rồi. Ông bu xà làm quá, rồi hết cương rồi. Ôi, đủ. Ừ. Từ từ, mình nôn. Ừ. Ông này tôi rối, tôi rung một tay luôn nào. Vậy. Ồ, mà xuống chút chút liền ha. Buổi sáng đánh bên này, chiều đánh sang đánh bên kia. Không quen đó, chờ động đi. Bước xuống đi. Các bạn ơi. Đói đúng rồi, đánh phải nhanh. Nhanh thế, cho nên luôn một ăn hai thua. Lê. Lê ơi. Lấy giùm chú cái rộng chứ, kéo lên. Lê, nhanh đi. Nó ngậm rương đâu, lấy cho bên rộng chứ kéo vậy. Nó nuốt cái rương kia luôn các bạn ơi, mình thua luôn. Nó mất trợ. Quá nhanh
Lấy. Đi kéo luôn con, lấy cái rộng nữa, cái rộng với kéo, cái kéo nữa. Đi đi ngay đây nè. Giờ mình ra chuyển qua phát trực tiếp. Sáng giáo phát giờ phát gì đó. Bây giờ nên ăn mà, sáng giờ mình quay cái video này được một đoạn trong video đảo. Kém rồi các bạn ơi. Rường là chủ yếu chúng mình kéo thôi các bạn, lật ngược cái rường lại dày gỡ ra nha các bạn. Xi cục kém cho nó tròn cái lưỡi số 2 nè các bạn ơi. Cái lưỡi số 2 mình xi tròn xi như vậy thôi. Đó cái cần 2 mét của mình này cần câu cái giò nè các bạn. Đi chuyện đùng ghê. Sáng giờ được mấy chục con rồi các bạn ơi. Chắc cỡ 20. Ồ đừng xảy mấy con, xảy mấy con? 4 con. Xảy 4 con hả? Ô, anh kia mấy con rồi? 2 con. 2 con hả? Đủ cái mai đêm cần để câu cái gì rồi, rốt cuộc không có cho cái chim châu luôn hả? Chim chuột cái gì? Gì đấy chưa? Mẹ nó đang ăn thằng này tập trung đánh thằng này á. Má toát một hồi nó không kịp đâu rồi. Đục mẹ thiệt hay cho. Phải cái này cái lưỡi đi biết đây. Hả? Méo lưỡi. Đứng rồi, đứng rồi, xảy qua đứng rồi. Xảy qua nó chạy á, một con nó chạy xuống rồi, cả đám theo rồi. Tắt đi. Đường điện rất nấu quá. Xảy cái nó đi hết á. Không, nó chạy chỗ này hay chỗ kia chỗ dưới này, nó sang kia rồi. Đúng, nó quanh quẩn đấy thôi. Chiều sang đó. Bên đây nhiều hơn chỗ đó chứ, bên đó còn có 2 lòng. Bên đó còn có 2 lòng à. Còn 2 đầu à? Sao bán hết rồi? Bán hết rồi. Bên đây còn mai còn nhiều nữa. Còn anh là nó lút à, không còn nó nhả. Nó còn nó nháy nháy ép ra một xuống mình giữ đó. Nhấc 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 thế mà nặng nặng cái này. Phật à. Đúng là nó lút rồi. Nó lút nhưng mà nó chưa đóng, mình giật nó mới đóng. Mình chờ nó lôi hơi khó. Chờ nó lôi nó còn nào bạc ăn lắm. Ôi, mỏi tay. Cục ké mà giật mỗi tay các bạn ơi. Lần đầu tiên á.